Tôi tên là Nguyễn Thị Hải Yến, tôi là đại diện của CNV International tại Việt Nam. Hiện tôi đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ các đối tác tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp hồi tháng 9 vừa qua. Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp là bản thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng nội dung và cùng ký kết với nhau. Người sử dụng lao động cải thiện được cái điều kiện lao động cho người lao động và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường đang hướng đến các cái sản phẩm bền vững. Còn với người lao động thì họ khi mà họ tham gia các cái lớp tập huấn, các cái chương trình đào tạo thì họ được hiểu rõ hơn về quyền của mình. Đến thời điểm này thì công ty đã thành lập và đã có số lao động đến 500 người. Nhờ được thì công ty phát triển như vậy thì nhờ cái người lao động, do đó tôi tham gia ngay về việc thỏa ước này. Nhờ cái thỏa ước lao động tập thể nhóm thế này, do đó mà tôi có cái cơ hội để so sánh, coi thử công ty mình và những công ty khác, coi thử mình có cần cải thiện gì để nó môi trường làm việc tốt hơn. Tôi được biết cái thỏa ước lao động tập thể nhóm này thông qua cái cuộc họp mà công đoàn giữa công ty và đoàn viên người lao động, thì tôi cảm thấy rất là vui. Tôi vui vì cái công việc của tôi và mọi người được đảm bảo hơn, điều kiện làm việc tốt hơn, và đặc biệt là tôi cảm thấy an tâm hơn để làm việc. Tôi cũng mong rằng là sẽ được gắn bó với công ty lâu dài hơn. Qua đây thì hy vọng là thị trường sản xuất hàng hóa của công ty có khả năng phát triển lên ngoài cái thị trường Nhật Bản. Tôi có cái cơ hội để gặp gỡ và làm việc cùng cả các đối tác như chẳng hạn như Liên đoàn Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động. Chúng ta sẽ đến thăm văn phòng của Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức, là một trong những đối tác tham gia ký kết thỏa ước nhóm. Rồi CNV đã hỗ trợ về công cụ, nguồn lực, ví dụ như là hỗ trợ về chuyên gia, tập huấn, rồi các mối quan hệ và tài liệu để mà mình xây dựng một cái thỏa ước có lợi cho tất cả các bên tham gia. Người lao động tại đơn vị họ cảm thấy vui hơn, họ cảm thấy được quan tâm hơn, rồi từ đó có một cái tâm thái làm việc tốt, họ đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp, có năng suất hơn, rồi từ đó là góp phần cho doanh nghiệp phát triển.